Dạ hấp mắm nhỉ, hấp ngon, kiểu này mở tiệm bán còn được nữa chứ đừng nói ăn. Rồi tối đừng coi clip này nha mọi người, khó chịu lắm á. Anh nay làm gà hấp mắm nhỉ hả? Lâu rồi chưa ăn. Tôi lại vậy đó, không trả lời đi trả lời lại gì hết. Thấy ra xách cái xe giọt đi là Sen đã biết rồi đó. Bữa giờ lu bu cái tiệm bạc rồi cũng đâu có nấu gì cho Sen đã ăn đâu. Ui chị ơi, chị ơi, ui khoan dẹp em mua con gà ăn cái. Chỉ còn hai con em ơi, con gà tre với con gà bến tre. Gà tre gà gì chị? Nhiêu ký chị? Mua đại đi chứ giờ này còn ai đâu bán. Nhờ chị mận cho sạch sẽ luôn. Giờ này có ơn tôi đi chợ chứ không ai đi chứ trời. Rồi con cái gửi 155.000. Mua xong chạy xiết về làm. Không dám tấp bờ tấp bụi luôn. Chưa chợt mà mình cũng mua được con gà mọi người. Bây giờ mình sẽ làm cái món gà hấp mắm nhỉ cho Sen đã ăn nha. Trước hết cần cái gia vị cho chính xác một cái. Chuẩn bị 99g đường, thêm 99g nước mắm nữa. Rồi tiếp theo là 69g tương ớt. Nhất quyết phải đúng chính xác vậy nha. Cho 99g đường, 99g nước mắm, 69g tương ớt cho chảo. Thêm 9g bột ngọt với 9g tiêu xanh nữa. Mọi người phải nhớ kỹ lời tôi dặn nó mới ngon, chật nhịp có không được nha. Rồi nấu chừng nào nó sôi ùng lên vậy là được rồi đó. Đổ ra rửa cái chảo cho sạch, cho tỏi hành ớt tiêu xả lá chút vô, đổ thêm lưng chén nước. Rồi cuối cùng mình cho cái nước sốt hồi nãy mình chuẩn bị vô hết luôn. Để nấu chừng nào nguyên có hỗn hợp thì nó sôi lên, thảy con gà vô. Chịu khó lấy cái giá trang cho nó vòng dập vòng cho thấm điệu con gà, vừa trang vừa nấu. Rồi bây giờ đậy nắp lại hấp tầm khoảng 30 phút. Ok. Ok. Cái lúc hấp gà thì mọi người nhớ dặn lửa vừa thôi. Rồi mọi người, bây giờ là sau thời gian khoảng 20 phút rồi, bây giờ mình sẽ mở cái nắp ra để mình chan cái nước gà ở dưới lên cho nó thấm đều con gà nha. Wow. Ta nói dở ra một cái mùi thơm ngào ngạt của lá chút và các gia vị. Cái nước sốt bây giờ nó sánh kẹo lại đó. Tiếp tục mình lấy mình chan lên con gà nữa. Đậy nắp lại đừng có gấp, hấp thêm 5 phút nữa. Sau 5 phút một cái. Cảm xúc bị lẫn lộn á. Từ cái màu con gà cho tới mùi thơm, cảm nhận được luôn cái độ ngon của nó đó trời. Thiệt tình là mình cũng không hiểu nữa mọi người. Làm sao ông trời có thể sinh ra một người con trai như mình và một người chồng giống như anh nấu ăn giỏi phong Sen đá. Kệ tự tin không có mất mát gì của ai chứ. Cứ mạnh dạn mà tự tin khoe cá tính. Nếu mà mọi người xem được cái video này buổi tối á, tầm khoảng 9-10 giờ đổ đi thì không nên coi khúc này đâu. Nó có thể làm cho mọi người mọi người ăn gà hấp mắm nhỉ cùng chung và Sen đá nha. Món này thì hôm nay áo vàng hoe với lại chung sẽ sẽ chấm với muối tiêu chanh nha mọi người. Ăn kèm là có dưa leo với lại rau găm. Ngon quá à. Wow. Ôi nó thơm. Thơm phức. Rồi bây giờ mình xé nha mọi người. Xé nha mọi người. Nóng quá. Ây da. Cái nước này nè mọi người. Mới thấm điều ngon rồi nè. Trời tối đừng coi clip này nha mọi người, khó chịu lắm á. Ngọt. Những lời hoa mỹ của tiếng Việt phải dành cho cái con gà này mọi người. Quá ngon. Nó ngọt con gà nó tươi á. Ít cái ngon quá ha. Cái sốt mọi người danh bắt hư truyền. Ướp theo nhìn như kiểu này là bán được luôn á. Gà ngọt quá trời luôn nè. Gà mềm ngọt. Mình có thể ăn miếng tỏi vô. Miếng tỏi không. Tỏi nó bùi bùi béo béo. Mình sẽ cắn cái đít nha. Ngon lắm. Thay vì người hấp, người luộc, người nấu cháo làm thử này đi. Nó ngon.